bác hiện tại và mình đang đứng đây đó là hải thượng Nhân Ông. Hải thượng Nhân Ông này dưới đường Võ Văn Kiệt, trước mặt bà con bác có cái tòa nhà đó, đó là trường Đồng Đức. Bây giờ mời bà con bác lên xe ha, mình với bà một bộ đi dạo Sài Gòn có ngay. Thưa bà con bác, bây giờ là 8 giờ tối ngày 9 tháng 7 2024. Ba bây giờ đang có mặt ở đây. Hồi xưa đó là có một cái cây cầu. Cầu này người ta gọi là cầu Sớm Chỉ. Bên kia có cái nhà hàng. Con đường đó là đường Tảng Đà. Mời bà con bác lên xe. Đường ở Việt Nam đó, nó nhìn thì thấy nó bằng phẳng chứ thực ra nó rung dữ lắm rồi bà. Không biết bà con bác xem phim có bị như rung không, chứ ba mày ở ngoài là giống như cái đường đó nó có gập ghềnh giống như cưỡi ngựa vậy đó. nó không có cố định được đâu, nó cứ rung. Ở đó đây có cái hãng xây sắt lúa Lưu Bình Xanh ở đây rồi bà con. Có bến đò La Cai ở đây nữa. Giờ mình sẽ quẹo vô khu La Cai ha bà con ha. Mỗi lần qua đây là lúc nào cũng có cái chú ngồi xe lăn đây. Cuộc sống bao nhiêu số. Nhiệt độ bên ngoài nãy như ba mươi độ coi là 29 độ C. Chắc khoảng 84 độ F đó bạn. Trong mấy con hẻm đó, trước mặt mình tay phải là có cái đoàn lưng nhân nghĩa đường. Có chợ da bò Nguyễn Thời Trung nè. Không biết bà con của bác có biết đoàn lưng nhân nghĩa đường không? Tổ đường nằm ở đó đó. Còn đây là quán chay An Duyên. Quán chay An Duyên này là mở năm 2013 rồi đó. Tại sao ba Michael nhớ? Tại vì cái năm mà ba Michael sinh Michael ra, lúc đó nó còn nhỏ lắm. Là lúc đó là nhà hàng chay An Duyên này là nó khai trương. Lúc đó ba Michael vô trong nhà hàng đó ăn á. Hồi đó hai vợ chồng ba Michael thích ăn chay lắm. Đi quán ăn quán đồ là hẹn nhau toàn quán chay không rồi bà con. Chứ không phải như bây giờ là có mấy đứa con nó thích ăn mặn cho nên mình thôi mình chiều nó. Nó ăn chay không có được á, nó không chịu ăn chay cho nên thôi ba hai vợ chồng ba mươi cầu chiều nó. Chứ hồi đó lúc mà hai vợ chồng ba mươi cầu quen á, mấy cái nhà hàng ăn đồ ăn mặn này hiếm khi nào mà hẹn nhau vô ăn á. Nói với bà con bác không tin đâu. À, đây là khu La Cai nè. Đây có xôi xôi này gọi là xôi cà dế. Xôi này sau năm 75 mới có, trước năm 75 không có. Ở đây hồi xưa có cái trường của người Đài Loan ở đây nè. Hồi đó đây có rạp hát nè. Còn cái xôi này người ta gọi là xôi nhà xác. Bệnh viện này gọi là bệnh viện Lục Ấp, bây giờ là bệnh viện An Bình của người Triều Châu á. Hồi đó đây nè bà con bác còn nhớ không, có một cái tượng đài thánh Michael ở đây, thánh tổ của binh chủng nhảy dù á.
ngày tang lễ. Đây, con đường này đường Nguyễn Trãi, phố thời trang Nguyễn Trãi, quận 5. Ở đây là phố thời trang. Hải ký mì da. Đây là bệnh viện Nguyễn Trãi, hồi xưa là bệnh viện Phúc Kiến. Cà phê Phúc Long là xưa trước năm 75 là tiệm nội thất Hạnh Phúc đó bà con. Quẹ tay trái này là mình tới cái bên tay trái luôn, cái lò nước tương. Tàu bị, chắc tàu bị yếu hả? Tiệm bánh ABC này này là của ông Cao Siêu Lực nè. Oh. Ông này ông bán bánh Gaston. Ở đó ba mẹ cậu thường thích ăn một loại bánh mì của Pháp. Nó ngon lắm bà con. Mà ba mẹ cậu thường hay gọi là bánh sừng trâu á. Không biết bà con có bác có biết loại bánh đó không? Nói chứ trong tất cả các loại ẩm thực, Bamigo thấy các loại bánh là bánh của Pháp là ngon nhất nha bà con. Họ có nhiều loại bánh và bánh nào ăn cũng ngon, nó nhỏ chút vậy đó mà ăn ngon. Bánh tây ngon. Mình đi ra Sài Gòn để mình xem coi Sài Gòn hôm nay mình có gì không. Đây là đường Trần Bình Trọng, quẹo tay phải này về nhà thờ Chợ Quán nha. Bên kia có cháu vịt Panda gốc nhà lá, quán này mới mở sau này, hình như là hồi đó trước năm 75 ở Panda không có cháu vịt nha bà con. Quán cháu vịt này là mở sau năm 75, không biết bà Migo nói có đúng không, bà con bác nào có xác nhận giúp bà Migo. Sau năm 75 ở Thanh Đa mới có nổi tiếng con cháu vịt, trước đó thì không có.
bên đây xưa là sân banh Bác Ái, Bác Ái học viện nè. Ở đây là đồ lót, trời ơi, kinh đô đồ lót của nữ. Nguyên một cửa hàng luôn bán đồ lót nữ không. Đây là đường Nguyễn Biểu. Rồi mình vẹo qua đây, con đường này là đường Nguyễn Cãi nè bà con. Hồi xưa con đường này mang tên là đường Võ Tánh. Đá mè Sinh Tố. Ồ, chỗ này là đó tối thui nè, giờ mở cái quán ở đây rồi. Lạng hoạn ra mai mốt khu này tập trung đông người lắm này nha. Con đường Nguyễn Cảnh Chân này quẹo vô hồi xưa là có cái tư xá cảnh sát ở đây. Rồi bên tay trái này hồi đó nó là bộ tư lệnh cảnh sát quốc gia. Trên con đường này người ta gọi là đường Võ Tánh. Giám đốc bác sĩ thẩm mỹ. Xin thưa bà con quá, ở Việt Nam, ít trời, ở Việt Nam này bây giờ cái nghề ngành thẩm mỹ này là kiếm tiền không. Chúng ta không cần một cha một mẹ sinh ra, nhưng mà qua bàn tay của các bác sĩ lành nghề cái là ra đường á, là giống như là hai chị em sinh đôi vậy. Thời buổi bây giờ nói vậy bà con. Hồi xưa mình nói trời ơi, anh em gì sinh đôi giống nhau như đúc. Bây giờ không cần phải sinh đôi, không cần phải một cha một mẹ sinh ra, hai người khác cha khác mẹ cũng được nữa. Nhưng mà qua cái bàn tay dao kéo của bác sĩ cái tự nhiên ra đường ấy, trời ơi ai cũng như ai á. Cái mũi, ủa sao giống mũi nhau quá vậy? Con mắt, ủa sao giống quá vậy? Cái môi, cái càm, cái mặt, trời ơi, nói riết ra đường ấy, nhìn y chang hao hao nhau, giống giống. Mà nếu mà để mái tóc giống giống nữa, thôi khỏi nhận ra luôn. Hồi nay cha mẹ xấu cũng được. Hồi xưa ta nói hả, ba mày còn nhớ mấy ông bà xưa ta phải lựa vợ, lựa vợ dữ lắm, kiếm vợ thật cho đẹp để sau này đẻ ra cho nó thật là đẹp. Còn thời nay hả, cha mẹ xấu gì cũng không sao cả. Cái khuôn mặt mà sinh ra mà xấu cái do nhờ bàn tay của các bác sĩ rồi bóng chốc hóa thành thiên nga. Rồi ta tới đây là ngã năm chợ Thái Bình. Bánh mì Madame Win, bà Win. Bánh mì này là ba mày còn thích nè. Bánh mì Win qua cũng không thích lắm nha. Dù rằng là nó là tiệm mở đầu tiên á, nhưng mà ba mày còn thích bánh mì bà Win này hơn. Còn đây là chợ Thái Bình. Hội người mù này hồi xưa là hội Dục Anh.
ta đang đi trên con đường Cống Quỳnh ở số 220. Đây là trường đại học sân khấu nè. Bên đây là rạp Thăng Long. Thăng Long, Rồng Bay. Rồi xuống tới đây nữa đó là trường Hưng Đạo năm xưa nè. Trường này là trường dạy lớp lớn nè. Rồi giờ mời bà con bác qua đường Bùi Viện. À, Phúc Long. À, Bùi Viện về đêm thì nó đông đúc, nó náo nhiệt lắm bà con. Cô Thủy đậu hũ này một thời nổi tiếng nè, sau đó cái có một thời gian mà Điền Quân nữa bà con mời đi lên truyền hình, không biết đóng cái gì đó mà ba mẹ còn nhớ, như xưa có cái show trên truyền hình đó. Như hôm nay là không phải cuối tuần xe chạy vô được nè, để ba mẹ ngồi chạy xe cho bà con bắt xe. Bùi Viện này bắt đầu hồi sinh rồi nè bà con. À, bây giờ ba mẹ thấy khách này là khách Việt Nam không à. Nhưng mà tầm đến khoảng 12 đêm là 12 giờ đêm là ba bưng bàn ra là khách Tây chơi. Còn giờ là khách Việt Nam thôi.
Rồi đây. Wow, cái anh chàng trai kia ảnh cao quá. Cô gái đó cô đứng cô ôm mà mới tới ngược dưới của ảnh nè. Rồi ra đây là đường Trần Hưng Đạo với đường Đề Thám đó ta. À, đường Đề Thám. Khu này hồi xưa dưới góc kia là ngã tư quốc tế. Ở đây có cái rạp Nguyễn Văn Hảo, hồi xưa là của ngành cải lương. Đây, hàng không mẫu hạm của ngành cải lương đây, rạp công nhân. Hồi xưa bà Bầu Thơ bà thường hay đóng đô ở đây nè. Hồi xưa mà để cạnh tranh được với Bầu Thơ là chỉ có Bầu Long. Bầu Long hình như là của đoàn nào ta, của đoàn Kim Trung ha. Hồi xưa dân Sài Gòn mê cải lương lắm nha bà con, với lại đi coi cine. Ở đây là rạp Đại Nam nè, bên kia hồi xưa là tòa hành chính quận nhì. Xin ơi bà con, cô bác, gia đình của ba Michael là giấy khai sinh là quận nhì Sài Gòn nha bà con. Nhiều người nói là không có quận nhì, với thật ra xe bét á, giấy khai sinh bây giờ là mở ra coi là vẫn còn quận nhì nha bà con. Ở đây hồi đó là quận nhì nè, chợ Bến Thành cũng là quận nhì nè, Dinh Độc Lập cũng là quận nhì luôn á. À, chúng ta đang đi ở đất phần đất của quận nhì năm xưa á. Trụ sở quả xa này là quận nhì luôn nè. Hôm nay là mới có thứ ba à, vậy mình chạy vô phố đi tơ đi bộ được. Hôm bữa trước mà mấy cậu đi cuối tuần là vô không được. À, bên đây là chợ Bến Thành. Ở đây hồi xưa là bến Lê Văn Can nè. Đó đây là rạp Vĩnh Lợi nè bà con. Ở đó ba mẹ còn có coi đi coi cine ở rạp Vĩnh Lợi rồi nè. Cái rạp hồi xưa nằm ở đây luôn nè bà con, trước mặt bà con luôn đó, là cái cổng rạp. Cái khúc này đèn đỏ lâu cho nên nó hơi kẹt xe một chút. Takashi Maya, nơi đây hồi xưa là nguyên cái chợ bán sách báo cũ. Bên tay phải này như là Bộ Công Chánh, bên kia là
còn cái gì, cái gì đó phúc lộc thọ gì đó, phúc lộc thọ. Rồi bên xé góc mình như chỗ nhà sách Khai Trí, và còn hồi xưa là tiệm thuốc tây. Buổi tối quá bà con bắt chắc khó nhìn thấy ha, gặp cái đường Sài Gòn nó hơi bị rung rung nữa. Cái gì bà con bắt chịu khó xem đỡ. Ở đây hồi xưa bên tay phải này là có cái bưu điện nguồn nhất ở đây nè. Ở đó đây là có cái xe nước mía nè. Xe nước mía ở đây là cái cửa hàng gì nè, mà ba mươi gò gì quên rồi, gì đông đông nữa bà con. Đó, có xe nước mía đó. Bên hông nó còn có cái nhà hàng Hầu Quê nữa. Bên kia là Red Mini. Bên phải đây nè là Thương Xá Tắc nè. Đây là phố đi bộ Nguyễn Huệ. Hồi xưa bên tay trái này có mấy cái dãy kiosk nè. Bên đây là Thương Xá Tắc ha. Cái đường nó hơi dập đó, bà con bác thông cảm giúp ba mấy cầu nha. À, đây là khách sạn Kim Đô nè. Oh, Ao Lắc Đồ Bạc Xin. Bò Bạc Xin. Đi bộ Nguyễn Huệ thấy đông ghê không? Bên đây hồi xưa là tòa Hòa Giải. Tòa Hòa Giải này là sau năm 75 đó là tòa án nhân dân nguồn nhất đó bà con. Đường này đường Quỳnh Thúc Kháng. Nhà hàng Hữu Nghị này hồi xưa là có tiệm cơm Bà Cả ở đây nè. Đây là đường Ngô Đức Kế. Đây phải con đường này là đường Hải Kiều nè. Con đường này trước năm 75 là đường Phủ Kiệt. Nơi đây hồi xưa là cái chợ cũ Bến Thành nè bà con. Có dịp trung thu hai vợ chồng ba mẹ con cũng đã từng ra đây mua cái bánh trung thu ăn nè. Ngồi ngay tại đây luôn. Hồi xưa cái khúc này đông lắm. Bây giờ Sài Gòn nhiều chỗ vui chơi quá, thành thử ra đây nó vắng.
ba mẹ còn nhớ đó, ra đây mua cái bánh Như Lan nè, cái xong ra đây ngồi ăn. Hồi đó mua bánh Như Lan mua được có một cái. Khu này đó đông đúc lắm, Như Lan này xưa bán cũng đắt lắm nè, bây giờ hết rồi nè. Hồi đó hai cửa hàng đông. Rồi bên kia là ngân hàng Việt Tinh Băng kìa bà con. Xin thưa bà con cô bác, cái ngân hàng Việt Tinh Băng này bà con bác thấy bề thế đồ sộ ghê không? Từng là một cái biểu tượng về ngân hàng ở Sài Gòn trước năm 75 đó bà con. Ngân hàng này như ba mẹ còn nhớ không lầm là hồi đó nó mang tên là Thương Tín Việt Nam đó. Ngân hàng này xịn sò lắm nha bà con. Ba mẹ còn có biết hồi trước năm 75 làm giám đốc ngân hàng này. Xin thưa với bà con cô bác á, cái ngân hàng đó nó là cũng giống như là ngân hàng nhà nước luôn vậy bà con, ngân hàng quốc gia Việt Nam á, nhưng mà nó chuyên về đối ngoại. Phải không ta? Đúng rồi, ngân hàng đó đó, mà mày còn nhớ không lầm đâu. Còn tới đây là ngân hàng giao thông rồi. Ngân hàng đó là cái ngân hàng mà để mà gọi là so sánh với lại ngân hàng mà tính nghĩa ngân hàng của ông Nguyễn Tấn Đời đó. Hồi đó chỉ có hai ngân hàng là gọi là nổi tiếng, nổi đình, nổi đám. Bữa nào kể cho bà con bác nghe về ngân hàng quốc gia Việt Nam ha. Nằm dưới đường Bến Dinh Dương đó bà con. Ngân hàng quốc gia là sau năm 75 để lại dưới hầm vàng là mấy 16 tấn vàng. 16 tấn vàng. Sau khi mà Sài Gòn Đức Phin đó bà con. À, để lại là coi như là để ba mẹ còn nhớ coi. 16 tấn vàng là dưới hầm ha. Còn thêm 5,7 tấn nữa gửi ở các nước như là ở Mỹ hay là ở Thụy Sĩ vậy bà con. Đó là cái tổng giá trị mà của vì vàng á mà của Việt Nam Cộng Hòa để lại sau khi mà Sài Gòn Đức Phim. Mà cái con số đó nó vẫn còn nhỏ lắm nha bà con. À, con số đó nó vẫn còn nhỏ so với số lượng vàng mà ở lại trong dân nữa. Nó lên khủng khiếp lắm. Còn số tiền đô ngoại tệ là dự trữ như cũng tính cả hơn 100 triệu á, 150 triệu. Mà mình còn nhớ mang máng gì thôi nha, không nhớ chính xác. Bà con bác nào có nhớ thì bà con bác nhắc giúp. Nhưng mà thực chất á, là số tiền đó nó lại nằm ở trong mấy cái ngân hàng của Mỹ hoặc mấy cái quốc gia đồng minh đó bà con, chứ chứ thật ra số tiền mà ngoại tệ mà còn dự trữ lại á, thì nó không có bao nhiêu á. Nó nghĩa là ngoại tệ tiền mặt á thì không bao nhiêu, nhưng mà con số á thì nó lại nằm ở trong ngân hàng của mấy cái quốc gia, tại vì Việt Nam Cộng Hòa gửi. Ta mình còn nhớ là vậy. Cho nên sau năm 1975 á, để xây dựng lại đất nước á, là chính phủ mới á, là thiếu ngoại tệ cực kỳ luôn. Tại vì về cái con số thì nó rất là nhiều, để lại rất là nhiều, nhưng mà về thực tế thì nó lại không nằm ở ở trong nước. Rồi thêm một phần là bị Mỹ cấm vận nữa, bị gọi là gì ta, phong tỏa mấy gần có trăm triệu đô nữa mà. Rồi con đường này là con đường Phạm Hồng Thái nè.
Con đường này là bán mấy cái đồ huy hiệu nè, kỷ niệm chương. Đó. Bên tay trái này xưa là cái kho nè, có cái nhà hàng cây dừa nằm đây nè. Ở đây hồi xưa có cái trường học nè bà con, cái trường này người ta gọi là trường Tân Thanh, nó nằm cái cổng nằm ở đây. Rồi trước mặt bà con bác đó là ngã 6 Sài Gòn. Rồi con đường này là đường Cách Mạng Tháng 8. Cách Mạng Tháng 8 này hồi xưa đó là đường Lê Văn Duyệt nè bà con. Bên kia là Ngô Tùng Châu. Hồi đó ba mẹ còn có người bạn ở trong cái hẻm đó. Hẻm là như hẻm số 8. Con đường này đường Nguyễn Du nè. Hồi đó đây có một cái sân người ta gọi là sân Kỵ Mã. À, sân Kỵ Mã đây nè. Đây là sân khấu Trống Đồng. Trống Đồng bây giờ vắng rồi bà con, với một thời nó là nổi đình nổi đám nha bà con. Cuối tuần đó là dân Sài Gòn thường hay vô đó xem ca nhạc. Liên đoàn lao động hồi đó trước năm 75 là Liên đoàn Lao Công. Ba mày gọi xin nhấn mạnh Liên đoàn Lao Công nha bà con. Bên tay trái này xưa là nhà của ông bác sĩ Nguyễn Văn Thinh nè. Bác sĩ Nguyễn Văn Thinh. Bữa nào ba mày còn kể cho bà con bác nghe về bác sĩ Nguyễn Văn Thinh. Cà phê trứng. Rồi, chắc video nó cũng nó dài rồi. Ba mày còn quay đầu về chạy hồi nữa mới không phải làm thêm cái video nữa. Rồi ơi, bà con bác xem người già kìa đó. Đó, những mảnh đời bất hạnh đó bà con, già rồi cũng ra đường ngồi góc ngã tư đèn xanh đèn đỏ đi xin tiền. Sống trăm bề khổ, khổ sở trăm bề. À không, không phải là đi ăn xin mà không, mà đi bán vé số. À, bày vé số ra bán. À, giờ 30 rồi bạn trái, 30 rồi đi về. Đây là con đường này là đường Nguyễn Thị Minh Khai, hồi xưa là đường Hồng Thập Tự đó bà con. Bên tay trái nè bà con có thấy cái trung tâm văn hóa thành phố Hồ Chí Minh không? Đây, đây trước năm 75 gọi là rạp Olympic. Sau năm 75 hình như cũng là rạp Olympic đấy. Hồi đó ba mẹ còn học nhảy đây nè, học khiêu vũ mới đúng. Bà con cô bác có biết không là trước năm 75 nơi đó là nơi đại bản doanh của Bầu Long đó bà con. Hình như ba mẹ còn nhớ không lầm như là đoàn của Bầu Long là như là đoàn Kim Trung đó. Nè, thật ra là gánh hát của ông Bầu Long này ổng có nhiều lắm bà con. Mà hồi xưa là bắt đầu phân theo số 1, 2, 3, 4, 5, 6 gì đó. Rồi sau này bắt đầu cái phong trào bắt đầu nó từ từ nó bớt dần bớt dần. Rồi bắt đầu cái nhập lại, nhập đoàn lại, nhập lại. Cuối cùng hình như còn lại có hai đoàn hay sao á. Những người mà thành danh ở từ cái đoàn bộ chung này ra đó là có nhiều lắm. Như là Lệ Thủy nè, Minh Dương nè, Minh Phụng nè. Đó.
nhiều lắm. Mà cái gốc của đoàn này là bà con là ở ngoài miền Bắc vào à, nó khác với những cái đoàn ở miền Tây lên, miền Nam mình lên cho bà con à, cho nên đó là cái phong trào mà ở ngoài miền Bắc mà hát cây lương á đó, và sau đến năm 1954 á, phong trào mà bà con bác biết á, là cái đợt đó là cái đợt mà gọi là cái gì ta à, di cư á à, di cư lớn lắm á à, từ miền Bắc vào miền Nam thì á, bắt đầu cái ông Bầu Long này ông đi vào luôn à, hình như ba mày còn nhớ là Kim Trung á, ông đặt tên đúng rồi, ba mày còn nhớ là như vậy, tên của một cái cô đầu và chánh á, hình như không biết có thân quen gì với ông Bầu Long không thì ba mày còn không biết, mà con bác nào có biết mà con bác nói thêm giúp ba mày rồi, cho nên ông đặt tên là Kim Trung, không biết phải nha, nhớ mang máng thôi. Rồi đặc biệt cái đoàn của ông Bầu Long là hát tiếng Bắc nha bà con à, hát cải lương mà giọng Bắc, Bắc mà gọi là Bắc rặt luôn á, thì bà con bác biết mà cải lương á phải là dân miền Tây, dân miền Nam Bộ mình á họ nó mới nghe mùi à, cải lương đặc biệt là cải lương là phải mùi nha bà con à, mùi nghe mới đã lỗ tai, thì cải lương mà hát giọng Bắc á thì nó nói chung bà con của bác nào bữa nào bà con của bác nghe người miền Bắc hát cải lương đi, nói chung ba mấy cầu không có nói chuyện mà hay dở nghe, nhưng mà nó không có độ mùi trong đó, cái giọng Bắc á hát cải lương nó không có độ mùi đó. Còn cái chuyện hay dở ba mấy cầu không dám phán xét, mình đâu phải chuyên gia gì đâu, nhưng mà với cái quan điểm với cái cá nhân của ba mấy cầu khi mà nghe cải lương á, ba mấy cầu thích nghe giọng miền Nam hơn đó, nó nghe nó mùi đó. Còn, trời. Rồi, bài này là bài mới lấy bằng lái đó bà con à, ba mày gồ hỏi thật chứ bà con bác, ba mày gồ chỉ cần nhìn cách ghe xe là ba mày gồ biết tài đó, tài cứng hay là mới tài cũ. Giờ chỉ đưa một chiếc xe đó cho tài xế, ba mày gồ kêu ghép xe vô thôi là ba mày gồ biết tài mới tài cũ liền à. Đài mà đài có kinh nghiệm ta quay xe ta ve xe ngọt suốt rồi, ngọt lắm bà con bắt cảm giác ngọt mà gọn nữa. Hình như ba mấy còn nhớ như là Minh Dương, bây giờ thời buổi này bà con bắt thấy Minh Dương với Lệ Thủy đúng không, là cặp bài trùng bây giờ á là Minh Dương Lệ Thủy. Nhưng mà trước năm 75 ở khi mà còn là ở gánh hát của ông Bầu Long này là Minh Dương Lệ Thủy này là hình như là không có cùng đoàn đâu, Minh Dương là như là cùng đoàn với lại bên Thanh Điền với Thanh Kim Huệ á, ba mươi còn nhớ như vậy. Thôi về tới đường Hùng Dương rồi, để bữa nào có dịp để kể, chứ giờ tự nhiên đi đường Hùng Dương mà kể mấy đó nghe buồn, nghe nó kỳ kỳ ha. Hồi xưa bên tay phải ba mươi còn đây là 7 căn biệt thự của gia đình chú Quả nè, rồi tới đây nè bà con, hồi xưa đây là cái bãi đất trống nè, năm 1954 á nơi đây là cái quân y viện Chi Lăng à, đây toàn bộ cái khu đất này là quân y viện Chi Lăng rồi đó, bây giờ là chợ hoa Hồ Thị Kỷ đó, còn xích lên tí xíu trên kia nữa, từ cái phần trên đây nữa là nguyên cái bãi đất trống à, nguyên cái bãi đất trống luôn nha bà con, kéo dài luôn cái đầu thập niên 70 luôn á, thì bắt đầu người dân bắt đầu người ta mới xây nhà trái phép ở đây đó, nơi đây nè hồi xưa là nguyên cái bãi đất trống, năm 68-69 cũng là đất trống luôn, đến năm 70 á, trong cái phong trào cắp giường ở Campuchia đó đó, bữa nào kể cho chị nghe cắp giường nữa, giờ nó cũng gần hết phim rồi ha, cho nên kể nữa nó kéo dài nó lơi thơi lắm. Bà con cô bác nào muốn nghe ba mấy cầu kể chuyện xưa thì bà con bác nhớ bấm nút đăng ký subscribe kênh ha, bữa nào cái ngẫu hứng cái ba mấy cầu ngồi kể cho bà con cô bác nghe chơi, nghe để hoài niệm lại những gì mình
Rồi tới đây là tới công viên Hòa Bình rồi. Công viên Hòa Bình này hồi xưa còn gọi là công viên Đại Hàng đó bà con. Rồi chắc ba mẹ cô xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye.